Xin chào các bạn. Trong ngày 25 tháng 6 vừa qua thì Microsoft đã chính thức công bố phiên bản Windows mới nhất của hãng, Windows 11. Và trong một số hình ảnh rò rỉ chúng ta thấy được là có loáng thoáng hình ảnh của bộ Microsoft Office mới. Hãy cùng mình trong video ngày hôm nay thử dự đoán xem là với ngôn ngữ thiết kế mới và với bộ Office mới trong tương lai thì giao diện trông sẽ như thế nào nhé. Ok, mình và Quý chúng ta bắt đầu thôi. Sự kiện ra mắt Windows 11 của Microsoft tương đối dài, diễn ra khoảng 45 phút, gần 1 tiếng đồng hồ, và trong sự kiện đó có rất nhiều những hình ảnh, rất nhiều những thông tin liên quan đến phiên bản Office của chúng ta. Ở đây mình có chắt lọc và mình có chụp ra được một số cái bức ảnh có liên quan đến phiên bản Office ở trên Windows 11, và chúng ta sẽ cùng đi phân tích từng bức ảnh một nhé. Ok, và cái bức ảnh đầu tiên thì các bạn nhìn thấy đây là cái icon, cái icon, cái biểu tượng của các cái chương trình Office. Ở đây các bạn sẽ thấy có Word này, có Excel này, có OneNote này. Các bạn thấy là icon của Office thì không có nhiều sự thay đổi trên Windows 11, hay chính xác hơn là nó không hề có sự thay đổi luôn. Icon này thì được Microsoft cập nhật cho Office 365 từ khoảng tháng 2 năm 2020 và đến nay cũng đã được khoảng 1 năm rồi. Và có vẻ như là Microsoft đã lên lộ trình chuyển đổi giao diện cho cả cái hệ sinh thái của mình, và đi đầu là chuyển đổi giao diện icon. Ok, và chúng ta không cần phải quá mất hứng khi mà icon nó không có gì thay đổi nhiều, bởi vì sẽ có những cái thay đổi ở bên trong bộ giao diện Office mà ở trong một số cái ảnh tiếp theo đây chúng ta sẽ đề cập đến. Ở cái bức ảnh tiếp theo thì các bạn nhìn thấy đây là một sự lột xác của giao diện PowerPoint, đúng không ạ? Các bạn sẽ thấy ngay là tương đối nổi bật, chúng ta sẽ có cái hàng đầu tiên trong cái giao diện. Cái hàng này thì bình thường nó sẽ hiển thị tên của cái tài liệu, hay còn gọi là thanh tiêu đề. Và ngoài ra nó có rất nhiều những cái nút công cụ chức năng ở phía bên tay trái nữa, nó gọi là Quick Access Toolbar. Nhưng ở trong cái bức ảnh này các bạn sẽ thấy là các cái chức năng ở Quick Access Toolbar đã bị biến mất, và mình cũng chưa biết được là nó sẽ đi đâu. Chúng ta chỉ thấy là ở góc trên cùng bên tay trái sẽ có biểu tượng của PowerPoint này, sẽ có Sales Analyst, tức là tên của cái tài liệu đang mở. Cái nút save kia cùng với cái mũi tên thì nó là cái tính năng auto save các bạn ạ. Tính năng này thì hiện tại giao diện của nó là đang để ở góc trên cùng bên tay trái. Đó, hiện tại nó sẽ để ở cái giao diện mới, nó sẽ để ở sau cái tên của cái tài liệu của chúng ta. Nhìn tương đối là gọn. Và các bạn sẽ thấy là cái giao diện nó sẽ nổi bật bởi cái thanh search rất là to, rất là dài. Khả năng là với cái thiết kế này thì Microsoft tập trung chủ yếu cho cái việc tìm kiếm. Ok, phía bên tay phải ở trên thì không có gì nhiều thay đổi. Ở phía dưới thì các bạn sẽ thấy là về cơ bản bố cục của các cái tab không có sự thay đổi, vẫn là các cái tab đấy thôi. Tuy nhiên thì cái nút file ở đây chúng ta không thấy có cái sự, có cái màu sắc phân biệt nữa rồi. Chúng ta cũng sẽ thấy là có hai cái nút ở cạnh cái chữ Help. Mình nhìn thấy cái nút có hình cái bút thì mình đoán là cái công cụ, cái tính năng cho phép chuyển đổi giữa việc xem và việc chỉnh sửa cái tài liệu này. Còn cái biểu tượng cái quét sơn kia thì mình cũng đang chưa biết đó là tính năng gì. Ở bên tay phải thì các bạn sẽ thấy là vẫn sẽ có hai cái nút share và nút comment quen thuộc ở phiên bản Office 365 các bạn đang sử dụng. Tuy nhiên thì sẽ có cái nút present bên cạnh nút comment. Thì cái nút này chắc là sẽ cho chúng ta có thể trình chiếu tài liệu nhanh hơn. Đó, bởi vì các cái phiên bản hiện tại tính đến Office 365 thì cái nút present này, cái nút slideshow nó đang ở những cái vị trí tương đối là khó bấm. Ok, và phía dưới là cái thanh chứa các công cụ của chúng ta. Thì các bạn thấy là cái giao diện của nó làm theo cái dạng là để trên một cái khối màu trắng và nó nổi lên, đúng không ạ? Và nó tách biệt hoàn toàn với các cái tab. Ở những cái giao diện trước thì khi các bạn ấn vào từng tab thì cảm giác nó sẽ có cái sự liền mạch giữa tab và cái nhóm chức năng này. Tuy nhiên ở trong cái giao diện mới này các bạn thấy là hai phần là riêng biệt, phần tab riêng và cái khối chức năng này là riêng. Nhìn cực kỳ là đẹp và chuyên nghiệp. Ngoài ra thì các bạn thấy là ở phía dưới thì nó vẫn sẽ là bên trái là các cái slide, bên phải là cái khu vực chính để thiết kế thôi. Không có quá nhiều cái đặc biệt ở chỗ này, nhưng có vẻ như là màu sắc của các cái template có vẻ như đã được nhạt đi, nhìn nó chuyên nghiệp hơn. Hình tiếp theo. Hình này thì chúng ta nhìn rõ hơn một chút về cái phiên bản PowerPoint. Thì các bạn thấy là ở trong cái ảnh này thì phiên bản PowerPoint nó lại có giao diện hơi khác một chút. Cái thanh ở phía trên, cái dòng đầu tiên nó lại không có màu đỏ nữa, mà lại màu trắng. Màu cùng với màu của các cái phần khác của cái giao diện. Thì khả năng là phiên bản này giao diện sẽ có nhiều cái kiểu giao diện cho các bạn chọn. Có thể chọn giao diện mà nó có màu đặc trưng là màu đỏ của PowerPoint, hoặc là không có màu, đúng không ạ? Sẽ cùng là nền màu trắng thôi. Các bạn sẽ thấy cũng có một cái điểm đặc biệt nữa ở trong giao diện, đó là cái chức năng undo và redo
Ở trước kia nó được đặt ở phía góc trên bên tay trái, tức là ở phía cái nút save bây giờ ấy. Tuy nhiên bây giờ nó được chuyển xuống tab home và chuyển thành cái vị trí ngoài cùng bên tay trái. Đây cũng là một cái thiết kế khá là gọn. Còn ở phía dưới thì chúng ta không thấy có nhiều sự thay đổi. Cái ngôn ngữ thiết kế vẫn giống như cái bức ảnh ở phía trên thôi. Chúng ta chuyển sang cái bức ảnh tiếp theo. Bức ảnh tiếp theo thì là giao diện của Microsoft Word. Thì cái giao diện này giống với giao diện ở phía trên của PowerPoint. Tổng thể thì cái giao diện vẫn theo cái hướng là tối giản, tinh gọn. Tức là ở phía trên sẽ chỉ có tên của tài liệu này, cái chức năng Auto Save, cái thanh Search rất to hỗ trợ tìm kiếm, các cái tab và cái phần chức năng ở dưới thì cũng tách biệt như mình vừa nói ở trên. Chúng ta cũng không thể có màu phân biệt của tab file. Chức năng Undo và Redo cũng được đưa vào trong tab Home ở phía bên tay trái ngoài cùng. Vẫn là hai cái nút Share và Comment thôi, không có gì đặc biệt. Các bạn sẽ thấy cạnh nút Comment có các cái hình biểu tượng, thì đây chính là cái tính năng cộng tác, tức là nhiều người có thể cùng tham gia chỉnh sửa với cái tài liệu Word này. Ok, còn phía dưới thì là cái giao diện soạn thảo chính của chúng ta và nhìn có vẻ như khá là gọn. Mình không thấy có cái thước kẻ ở đây, khả năng là cái tính năng thước kẻ chưa được bật, chứ không phải là bị bỏ đi. Các cái phông chữ nhìn cũng khá là hiện đại, nhưng mà có vẻ như chưa phải là cái phông mặc định, bởi vì như các bạn nhìn thấy ở phía trên, phông của nó vẫn là Calibri. Theo một số thông tin mình biết thì Microsoft hiện tại đang chuẩn bị có một cái cuộc cải tổ liên quan đến phông chữ, tức là thay đổi phông chữ mặc định để chúng ta có một cái trải nghiệm và cái nhìn nó mới hơn đối với cái tài liệu. Nhưng mà có vẻ như là sẽ chưa có sự thay đổi luôn ở trong cái phiên bản mà có cái giao diện mới này. Ok, chúng ta chuyển sang cái hình tiếp theo thì cái hình này là máy tính của chúng ta đang chia làm 4 cái cửa sổ. Và chúng ta sẽ thấy có 3 cái chương trình chính của chúng ta là Word, PowerPoint và Excel. Ở phía trên bên phải thì sẽ là cái trình duyệt. Tổng thể thì giao diện vẫn như lúc nãy chúng ta có đề cập, đó là vẫn là cái thanh Search rất là to, chỉ có tên tài liệu đúng không ạ? Các thành phần các bạn thấy là nó được thiết kế to hơn hẳn để hỗ trợ tối đa cho màn hình cảm ứng, đúng không ạ? Để chúng ta sử dụng máy tính và dùng ngón tay để ấn nó sẽ dễ dàng hơn. Ngoài ra thì quan điểm của mình vẫn là có vẻ như phiên bản mới thì các cái màu sắc của các cái template, các cái giao diện có sẵn nó sẽ nhạt hơn so với hiện tại và nhìn nó chuyên nghiệp hơn. Như các bạn nhìn thấy PowerPoint thì màu nó cam cao nhưng cam nhạt, Excel thì cũng màu xanh và xanh cũng nhạt nhạt, nhìn nó sẽ chuyên nghiệp và đẹp hơn rất là nhiều. Cái hình tiếp theo này mình cực kỳ thích này. Tổng thể giao diện của các cái tab các thứ thì không có gì, nhưng mà có vẻ như cái hình này nó khẳng định hơn cho cái quan điểm của mình, tức là các màu sắc bây giờ đã được cái nó tinh tế hơn, nó nhạt, màu của nó nhìn vừa mắt hơn, không bị quá chói. Như các bạn nhìn thấy màu biểu đồ ở trên Excel khá là đẹp, đúng không ạ? Mình cảm giác như đây sẽ là cái màu chủ đạo khi các bạn tạo các cái tính năng, các cái công cụ, các cái đối tượng trên Office đó. Màu xanh khá là đẹp ở trên Excel và màu đỏ màu cam cũng khá là đẹp trên PowerPoint. Ở cái hình tiếp theo thì các bạn thấy là chúng ta đang có một cái giao diện nền tối. Chế độ này thì gần như rất nhiều những cái phần mềm đưa vào trong thành một cái tính năng cho các phần mềm của họ. Và ở cái giao diện sắp tới thì có vẻ như Microsoft cũng sẽ quyết định hỗ trợ cái này. Thật sự nó sẽ hỗ trợ rất tốt khi các bạn sử dụng Office trong buổi tối. Nó sẽ đỡ bị sáng và đỡ gây ảnh hưởng đến mắt. Thì đây thực sự là một cái tính năng tuy nhỏ thôi nhưng mà thực sự rất là hữu ích. Ok, cái hình này, hình tiếp theo này thì nhìn hơi lạ một chút. Nếu như mà các bạn nhìn kỹ thì có vẻ như nó không giống với cả giao diện của các cái hình phía trên. Nếu như các bạn nhìn kỹ chúng ta sẽ có một cái thanh để gõ địa chỉ này. Các bạn thấy có cả nút back, nút forward và nút load lại trang ấy, tải lại trang ấy. Thì khả năng cao đây là trình duyệt. Và nếu như đây là trình duyệt thì đây sẽ là phiên bản Word trên nền tảng online, tức là các bạn mở trên trình duyệt web. Và như vậy cái hình vừa rồi mình vừa show cho bạn thì là cái hình cuối cùng ở trong số tất cả các hình mà mình có chụp từ các cái video trong cái buổi giới thiệu ra mắt Windows 11 của Microsoft. Thì chỉ cần thông qua một số bức ảnh thôi thì các bạn sẽ thấy, các bạn đã thấy ngay là thực sự rất là hào hức. Thực sự rất là hào hức để chờ đợi cái phiên bản giao diện tiếp theo của Office. Video của mình hôm nay đến đây chỉ có vậy thôi. Và rất hy vọng rằng là các bạn xem video này và cũng cảm thấy hào hứng như mình. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nội dung của video. Đừng quên bấm like và subscribe video để đón nhận những cái video tiếp theo của GTHO nhé. Cảm ơn các bạn.